Lean body, ta một đời ngạo nghễ. Thế Marse định một kiếp hùng anh. Trong cuộc đời đâu chỉ sống với danh, mà thơ mộng trên từng cung cảm xúc. Bây giờ là qua một hình bi nghiệt, là Di hướng dẫn các bạn tru ngang. Tru ngang mà sắc băng nha. Khi mà sắc băng chúng ta để cơ tru sao? Khó lắm. Khi mà bi sắc băng là bi mà gọi nó giết người vậy. Bi mà làm chúng ta không đánh được. Dù để vậy là đúng rồi không? Không thật phải không? Để cơ sai, nó dễ không nổi. Mã rùa điều này không? Trời ơi, thần Kim Quy rồi. Họ giỡn thôi nha. Khi mà bi ngang vậy nè, các bạn nhổng cái cơ lên, phải trừ hao nó, quýnh dày vô. Còn nó dư hay nó hụt quá là do cảm giác nha các bạn. Nhổng cái cơ lên xuống như nè. Này rùa không tính. Nãy bị mỏng đúng không? Dư dẫn các bạn rồi, quýnh dày vô. Mà quýnh mình quýnh dày không được là do điểm canh của mình nó bị hơi bị phèo. Mà thường cái mẹo của Di á, sát băng con thì sao canh. Thằng khác nó quýnh sao Di không biết, nhưng mà Di canh bi này Di canh không được, nên Di quýnh ngay táo luôn. Di quýnh ngay táo xong trong đầu Di nghĩ về phía bên tay phải là nó sẽ lật qua bên phải. Di quýnh ngay táo mà đầu Di nghĩ về phía tay trái nó sẽ lật qua bên trái. Ghê không? Mẹo thôi, mấy cái này là mẹo rồi. Thì cái bi đó nó khóc gồng khóc có tiếng máng luôn chứ. Nó sợ lắm. Bi con là khó đánh lắm mẹ. Nhìn như bi con vậy đi. Đó. Rồi, này nè. Rồi, cái đầu mình phải nghĩ về phía bên tay phải. Nha. Dứt cái đầu nó. Nha, nhìn mũi nè. Nhổng lên nè. Thấy không? Dứt vô. Dứt vô. Đó, đầu mình nghĩ về nó nha. Bởi vì mấy cái băng mà cho con băng á, nó nguy hiểm lắm bạn. Vậy đi, vậy đi, vậy đi đó. Ghê không? Dễ lắm. Canh nghe táo đi, quýnh nghe táo vô đầu mình tưởng tượng như nó đó, mèo hắt. Chứ con nào mà con này khó chơi lắm. Nhổng cái cơ cao lên này, mỏi tay lắm em. Nó dai lắm. Bởi vậy muốn tập bài này được á, các bạn phải chơi tạ vậy nè, hoặc hai cục dumbbell hai bên để cho cái vai mình nó khỏe. Để mình nhổng này lên nó không mỏi nè. Hồi đó Di mới tập massage với mới tập nhổng kettlebell nữa, quýnh nó mỏi cực kỳ. Ví dụ những trái mà nó gần nhổng cao dữ nữa, đúng không nè, ghê không? Cái này thắng lại này không, ghê không? Lên tập cho các bạn. Anh đi tìm trên chiều dài bến đỗ, tần số nào Ismart cũng bận à. Phải chờ đợi cả một Omega và nghịch đạo chia cho hai pi nữa. Hết chu kỳ như lời em hứa hẹn, ta gặp nhau khi vận tốc bàn không. Phút riêng tư chưa hề phải xé lòng. Tạm biệt em trên đường bay sao động. Nhân danh vật lý nửa đời anh sẽ yêu em, chỉ riêng em trong kiếp sống anh thôi. Phần còn lại anh dành cho mẹ cha và gia đình hạnh phúc của đôi ta. Và thuyết đó anh cho là rào cản, rồi vô tình tìm thấu qua giới hạn. Sống tình yêu thương chẳng quan đến được đâu.